Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Vi, năm nay mình 10 tuổi, chào mừng các bạn đến với chương trình Bản tin thể thao. Các bạn thân mến, để có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta phải tập chơi các môn thể thao. Có rất nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng đá, bơi lội, nhưng mình thích nhất là môn cầu lông, bởi vì cầu lông giúp mình khỏe hơn và tăng sức đề kháng hơn. Còn bạn, bạn thích chơi môn nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.